Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay mình lại quay lại cái điểm cũ bữa nè mọi người. Điểm bữa mình lên cái tra đó. Sông tự nhiên. Hôm nay nó nước nó đang xuống nè, lục bình trôi rất là nhanh. Hôm nay mình không thấy cá ăn bóng nhiều. Nhưng mà nước này chảy hơi mạnh. Vũ thì đang ra cần nè. Hôm nay mình cũng câu về mồi cũ, cũng là dế rồi, mà hôm nay mình có thêm trùng với được mấy con sâu sâu sứ để mình câu thử cá tra nó có cá tra nó ăn không. Lâu lâu mình đổi mồi nghe một, tại vì nghe mọi người ở đây câu toàn câu dế mà không có câu trùng với con khác. Mình thử coi nó có ăn không. Ra cần mà ngắm nghía cái cần dữ lắm, câu thì dở mà ngắm thì giỏi. Ờ bữa ăn nó sửa máy xong nó cho cần cho cái nhỡ đó hả, thì cũng có tra mà chưa nhờ hồng mới chịu à. Rồi để anh em mình ra cần nha mọi người, ra cần mình câu thử thì có không. Dế mà cũng cắn cũng giật mình, nó làm hết hồn. Đây mọi người, mình mới móc sâu sứ xong nè. Con này là để đi săn hàng nè mọi người. Có cá khủng không? Đã cơi, vip đá, vip đá. Gớm. Gớm. Căng nhỡ từ từ vô. Căng nhỡ từ vô, cầm con nhỡ cho nó cứng rồi đóng. Ủ cái trễ lên khủng không? Dựng gì vậy? Dựng gió hả? Đứng hàng lên nè anh em ơi. Rồi rồi rồi. Ôi ơi lên kìa. Kéo luôn. Chi luôn. Trời ơi. Mới sơ hở là anh tôi chụp liền à. Ôi chạy. Ôi lưỡi kìa. Ôi. Ôi. Ăn cũng ham vui nó xuống nè mọi người. Cái khoen. Ham vui, dân cần thủ người ta nói ham vui. Ôi cần thủ hả? Tưởng nó ham vui chứ. Cài cứu nữa rồi đó. Nó dân cần thủ nó chuyện gì chứ. Nè, cần câu về mà nó đi ham vui. Ủa sao lấy máy khác hả? Cần đó máy khác hả? Có máy, chó. À là máy đó, máy chó nhỏ không? Chó con. Máy cầu người ta nó chó nhỏ chó lớn. Thì nè, máy mình máy chó lớn, mấy bạn máy chó nhỏ. Mua sẹn cá, giận quá mọi người. Giận. Quá giận luôn, tức thiệt tức luôn. Và đây là cần thủ Vũ sau một pha bắn chim. Câu cá mà nó canh con chim nó chọn nhờ nó dính chảnh. Sao lấy xuống? À, đến khi nào em mới bớt báo hả Vũ? Còn dài à, quăng đây không, quăng cái chỗ nghỉ sao cao nghiệu quăng lên tới chảnh luôn. Hay cao thủ cái bự rồi, cái bự rồi. Rồi 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 à. Từ 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 em từ từ cứ nhiều nhiều đây. Từ từ anh em ơi. Lên hàng nha cả nhà. Kỹ nha, kỹ nha. Có lý, mình bắt cá cái anh em ơi. Từ từ đừng chặt rớt. Đợi cho rồi anh em ơi. Rồi xong luôn, đứt lưỡi luôn.
bậy rồi anh em ơi. Không thể cái díu à, không anh ăn. Sao lấy con nhỏ này chế? Đã tao đưa cùng nhỏ siêu bền đâu mà chơi quấn gầu đã xuống đi hàng khủng không. Ôi ơi. Đấy chung nhỏ luôn. Lâu chạy vô ghê ra. Ủa lại luôn nè. Cái nhà lại đi. Ôi trời. Lục bình giờ nó đặc kích luôn mọi người. Nước đang vô, lục bình chảy dữ quá. Vũ đang ngồi nản, sáng giờ xảy 3 con ít đi. Sẽ 3 con mà 3 con bự không mọi người. Tầm có cái con sẽ sau cùng là con nó gần ký, còn mấy con kia tầm nửa ký lên không. Bữa nay có lẽ là một ngày không may mắn. Nay tâm trạng không vui, cá cũng không vui nữa. Có điện thoại kìa. Vũ lên hàng cho mọi người. Trời ơi dính cái ta cái gì vậy? Cái vậy? Tra mini hả? Sao mà để nay để xui tới mức tưởng độ mà dính thì dính cái con nữa đệ. Đâu giỡn cái. Giỡn cái cha con lên coi. Rồi thả luôn đi. Nuốt lưỡi hả? Không nuốt móc ngoài thả được không chết. Thả đi. Thôi. Đem về không được đâu, đem về nuôi đề mà nuốt không được đâu, thả đi. Không được. Chúc mừng Vũ nha. Hay quá Vũ ơi. Ăn không ăn không? Ăn cần nào? Thôi. Bữa. Nãy từ từ thôi đừng nãy. Đứng cái cận câu lên đừng có nhả xuống. Ừ để lấy cái vợt. Đừng có nhả câu xuống, nhiều thôi. Ấy da, ấy da. Sáng giờ xảy quá rồi mọi người. Cố gắng kiếm con coi. Đâu rồi? Ù gì mới là bự làm hết hồn. Kệ có không vui. Sáng giờ thất bại quá vui. Sáng giờ éo quá mọi người. Kệ nó mini cũng bắt nữa. Vừa vừa. Cũng đâu có nhỏ đâu vừa nè. Mày chạy hả bưởi. Thôi. Cuối cùng thì cũng lên hàng rồi mọi người ơi. Còn nửa ký luôn. Không. Nửa ký đợi nửa ký sáng giờ xảy hết 3 ký rồi giờ còn được nửa ký lấy nửa ký chứ. Đi lấy nửa ký. Thôi. Vậy đi. Ok vậy đi. Ok. Mập ú luôn, cá trê này mập quá. Đó, Vũ này ngon rồi. Sau một thời gian xảy thì cũng có cá rồi. Hả? Thì trắng hả? Ủa thì cần thôi rồi, lát lôi mất thì cần nữa. Bên bên lên rồi hả Dung? Đã chưa? Sao vuốt lưỡi đó móc lưỡi kia rồi. Bỏ rộng đi để rộng. Mồi câu gần hết rồi mọi người. Mình đi ra thấy có cây bần nè. Có bần chính. Nè, mới lượm được cái bần chính nè. Thơm ghê á. Không lấy nét được đâu. Giờ mình thử gì mình móc quấn cái tra thử nha. Giờ hết mồi mà lục bình dữ quá rồi cần hết mồi rồi. Biết đâu bữa nay hên dính mấy em tra bần không? Có bần là có cá tra mà. Chiến thôi.
hay thì cách ta bận, hay cách ta bận, hay cách ta bận. Ủa hả? Sấy hả? Dính hả? Mới vừa buông cái máy ra là nó giật. Ôi gà. Một con gà. Mưa luôn mọi người. Bên đây thì mặt trời còn nắng chát nha. Bên đây thì đang khui luôn. Đang khui tôi lùi luôn. Mưa tới luôn. Nước thì gió thổi mạnh quá, lục bình trôi quanh kia. Nhìn bãi ngon ghê, đẹp. Mà nãy giờ cá nó cũng không ăn theo luôn. Làm như nước đứng, cá chậm ăn lại. Cũng chiều rồi, mà còn ít dế nè. Anh em ngồi ráng, hết mấy dế rồi về luôn. Hello cả nhà, có tin cả nhà, cá ăn mà nó chết queo luôn, mà nó chết đâu 8 năm về trước luôn, giờ mới kéo lên là nó cứng đơ luôn. Vũ câu cá hay quá, cá ăn mà Vũ mãi đỉnh nha, cá ăn mà không biết tôi chẳng kéo lên con cá nó chết luôn. Cá chết cả nhà. Vũ là cá mà cá chết luôn. Vũ là số 1. Nhắc luôn.
Sợ nó thì chứ câu gì mà cá ăn mà nó không biết vậy đâu mà hở ra còn chuyên nghiệp được không. Tới lúc mọi cuộn cần đi về là chính rồi, đây tới lúc mà dọn cần cuộn cần đi về luôn mới phát hiện được con cá chính con cá chết luôn. Sợ thiệt. Vũ đội đậu Vũ rồi tối là về nè cả nhà ơi. Kết quả của con Vũ hôm nay được em cá tê em cá tê mini với được em này em này cũng khá khá là được hai em à. Nói chung hôm nay câu xảy ba con cá bự không mọi người, dù tôi mé rồi mà đứt lưỡi với bị ruột lưỡi. Vũ nó xách cái lưỡi cái cọng nhợ đi câu cá phi mà nó vô nó tóm đi câu cá chê. Đã mình bắt là mình đem cái cuồng nhợ cho nó là mình bảo là nay đi săn hàng là mày tóm nhợ siêu bòn rồi vô nở lòng nào xách cọng nhợ cũng như cùng chỉ vậy nó làm cái này đứng gì vậy xảy miếng cá hỏi cái đó giờ cất đi đâu đừng cất rồi đây. Thôi về mọi người rồi chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà tiếp sau nha. Rồi bọn nè xách động cá đi rồi let's go.